Vâng, Long xin chào mọi người, chào đại gia đình. Hôm nay lại một lần nữa Long ngồi đây để mà cùng chia sẻ với tất cả mọi người những trải nghiệm mà Long đã một lần trải nghiệm qua. Người ta thường nói là lớn tuổi thì nó sẽ xảy ra nhiều cái biến đổi khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái lúc mà mỏi gối nè, đau lưng nè, tê bì chân tay nè, hoặc dù là mắt qua nè, hoặc là não nó không được hoạt động tốt, quên trước quên sau. Nhưng đối với Long, với cái lứa tuổi U50 của Long thì Long lại bị một cái chứng nữa. Lúc mà còn nhỏ đó, Long hát nhiều quá, rồi đi gối nè, rồi múa mai nè, rồi tập luyện nhiều nè. Vậy cho nên là cái xương khớp nó không có được tốt như người bình thường. Mỗi lần đi lên cầu thang là nó đau, hoặc là đi bộ shopping đó, đi hồi xưa thì đi khoảng chừng 10 tiếng là chuyện bình thường, không biết đau là gì, không biết mỏi là gì. Nhưng bây giờ đi chừng 2 tiếng thôi là bắt đầu, ui cha cha, đau quá, đau gối quá, hoặc là mỏi lưng quá, thôi kiếm chỗ ngồi. Nhưng mà cũng may là khi mà Long gặp được mấy người bạn, khi họ uống cái sản phẩm này có giới thiệu cho Long, và Long đã mua về uống thử. Đây, sản phẩm khớp khang thọ. Đấy, mọi người thấy không, khớp khang thọ nó là loại viên nhỏ thôi. Sau khi mà Long uống cái này trong vòng khoảng gần 3 tháng thì Long thấy cải thiện rất rõ ràng, là Long lên xuống cầu thang không còn biết đau gối nữa, ngủ dậy không có thấy tê bì chân tay nữa, nó không có còn cứng tay chân nữa. Và đi shopping thì mỗi một lần Long đi shopping là 60 tiếng đồng hồ vẫn còn muốn đi nữa. Đó là cái những cái cải thiện mà khi mà Long uống khớp khang thọ này. Cái này cũng dễ uống lắm, nó cái viên nhỏ 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 thế nè. Chúng ta uống một ngày 2 lần, mỗi lần là 10 viên. Uống sau khi ăn 30 phút. Khớp khang thọ này á bào chế từ thảo dược thiên nhiên. Vì vậy cho nên nó không có tác dụng phụ, chúng ta có thể uống lâu dài. Long uống thuốc tây về khớp á, Long bị đau bao tử nè, hoặc Long bị giữ nước trong người. Mặt nó biết cái sưng. Nhưng mà từ ngày mà Long uống cái này thì Long thấy là nó cải thiện được, là nó không có bị đau bao tử nè, nó không có bị giữ nước, và nó không có tác dụng phụ. Đó là cái điều mà tốt của sản phẩm này. Long mong rằng là những trải nghiệm của Long và những cái chia sẻ của Long sẽ làm cho tất cả mọi người, những ai đang mắc chứng bệnh, không phải là cái này cũng chưa phải gọi là một cái bệnh đó, mà nó là lão hóa cơ thể thôi. Lớn tuổi thì phải đau khớp rồi đau xương thôi. Nhiều khi những cái chất nhờn ở trong xương, trong khớp của mình nó cạn dần đi, thì mình dùng cái này nó sẽ cải thiện lại cho mình có một cái cuộc sống tốt hơn. Long mong rằng tất cả mọi người cũng sẽ mua sản phẩm này về dùng thử nha. Bây giờ Long uống cho mọi người xem nè. Dễ uống lắm. Mình cứ việc mình lấy ra khoảng 10 viên. Này, Long cứ bộn về nhiều viên. Đó, mình uống, Long mới ăn sáng khoảng cũng 30 phút rồi. Bây giờ Long sẽ uống nè. Rất là dễ dàng. Và chúng ta uống trong vòng 2 tháng sẽ thấy cải thiện sức khỏe mình rõ ràng. Một lần nữa chúc cho tất cả mọi người luôn luôn hạnh phúc an lành nha.